Chúng ta làm câu có mã số là 110. Giả thiết trong tinh thể các nguyên tử natri là những tinh thể chiếm hình cầu chiếm 64% về thể tích, còn lại là các khe trống giữa các quả cầu. Như vậy thể tích của hình cầu là V, được tính theo công thức là V bằng 4/3 pi R mũ 3. Và V chúng ta sẽ bằng M chia D. M chia D. Vì gì sao? Vì nguyên tử natri chúng ta là những tinh thể hình cầu mà nó chỉ chiếm 60% thể tích. Như vậy thể tích đây chỉ đạt có 64% thôi. Được chưa? Rồi. Ở đây chúng ta sẽ tương đương như sau. Chúng ta là 4/3 pi là 3,14. R điều cầu chúng ta đang tìm. Rồi, khối lượng của natri sẽ được tính như sau là bằng 23 U. Chúng ta biết cho thầy là 1 U này là bằng này là bằng 1,6605 nhân cho 10 mũ trừ 24 gam. Như vậy 23 U thì chúng ta sẽ tính như sau. Em lấy 23 nhân cho 1,6605 nhân cho 10 mũ trừ 24 đơn vị là gam. Rồi chúng ta chia cho D. D ở đây người ta cho chúng ta là nhiêu? 0,85 là 0,85 gam trên cm khối. Rồi nhân cho 64 chia cho 100 thì chúng ta nhận thấy như sau, gam chia gam là hết. Được chưa? Như vậy cái đó chúng ta sẽ có như sau. Em sẽ tương đương. Vế trái của chúng ta sẽ tính như sau. Em lấy 4 nhân cho 3,14. Chúng ta chia cho 3. Ở đây mình tính được là bằng 314/75. R mũ 3 bằng bên này. Gam chia gam là hết. Như vậy em lấy 23 nhân cho 1,6605 chia cho 0,85 rồi nhân cho 64 chia 100 thì đây mình tính được thì nó xấp xỉ bằng 28,7559, tức là 76. Được chưa? 76 cm khối. Rồi từ đây chúng ta sẽ suy ra được R. R đây sẽ bằng, em sẽ lấy như sau. Em lấy 28,76 nhân cho 75. Chúng ta chia cho 314. Rồi, đây là R mũ 3. Như vậy để được căn bậc, để được tính R thì chúng ta căn bậc 3 lên. Được chưa? Khi đó chúng ta tính được R là 28,76. Em nhân cho 75 chia cho 314. Sau đó chúng ta căn bậc 3 lên. Thì đây nó sẽ bằng 1,9. Được chưa? 1,9. À quên, nãy mình thiếu nhân cho 10 mũ trừ 24 nữa. Đây. 10 mũ trừ 24. Đây, 10 mũ trừ 24. Được chưa? Thì cái đó chúng ta sẽ bằng 1,9. 10 mũ trừ 24, chúng ta căn bậc 3 lên thì nó sẽ bằng 10 mũ trừ 8. Được chưa? cm. Được chưa đó? Như vậy câu đúng ở đây mình chọn là câu B. Đúng không?